Thưa quý vị, thưa các bạn, công nghệ robot ngày càng được ứng dụng hiệu quả vào mọi lĩnh vực kinh tế xã hội tại Việt Nam. Robot không chỉ phục vụ cho ngành công nghiệp mà còn đang thâm nhập sâu vào đời sống của người dân như là y tế, giáo dục hay là thành phố thông minh. Để ứng dụng hiệu quả công nghệ robot bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển mạnh mẽ hiện nay, đã đặt ra cơ hội cũng như là thách thức đối với các doanh nghiệp. Một nghiên cứu do Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp Quốc UNIDO thực hiện về mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam đối với cách mạng công nghiệp lần thứ tư, số lượng các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư, ứng dụng những công nghệ mới, đặc biệt công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0 vào trong quá trình sản xuất còn rất khiêm tốn. Mặc dù hiện nay, các doanh nghiệp có nhu cầu lớn nhưng chưa có đủ năng lực và định hướng chiến lược trong quá trình đầu tư này. Trên 97% các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, nên gặp nhiều khó khăn thách thức về nguồn vốn, trình độ khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo còn rất thấp. Mối liên kết giữa các doanh nghiệp với các tổ chức khoa học và công nghệ còn hạn chế, chưa hiệu quả. Ở Việt Nam, mình chưa thấy có một cái chương trình nào ở cái mức gọi là nhỏ hơn một tí hoặc một cái tên nào đó, nó nói về cái robot. Đấy. Như vậy là phải chăng chính phủ hoặc là các cái ban ngành nên họp lại và xem xét là mình có thể làm robot. Đấy, mình xây dựng cái chương trình sản xuất tiên tiến ở đây thì mình mới cạnh tranh được. Mình đừng nghĩ là trong 20-30 năm nữa mình vẫn có cái nguồn nhân lực như này, đúng không ạ? Dân số sẽ già hóa đi đấy, mà không thể trông chờ vào cái đội ngũ công nhân để bắt họ làm hết được những việc nhỏ. Nếu mà ta phát triển được cái chương trình sản xuất tiên tiến ấy, thì đã là một điều tuyệt vời. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những thách thức rất lớn giữa nhu cầu và khả năng ứng dụng công nghệ robot và cơ điện tử trong quá trình sản xuất. Giải pháp được các chuyên gia chỉ ra đó là tăng cường liên kết. Các bộ ngành sẽ phải phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp công nghệ, tổ chức khoa học công nghệ tham gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đổi mới công nghệ sản xuất, sáng tạo phát triển sản phẩm mới. Lát chúng tôi cũng đang đào tạo rất nhiều các bạn sinh viên Việt Nam, thì hướng đấy thì hy vọng các bạn sau này về sẽ mang cái công nghệ đấy về và thực hiện như đấy. Thì chúng tôi sẽ với người nhà nghiên cứu thì chúng tôi sẽ biết thì vẫn chỉ là phát triển những cái hệ mới và hợp tác với các bạn sinh viên đã tốt nghiệp trong lát chẳng hạn để có thể là chế tạo cái robot mà tại Việt Nam. Chính phủ, nhà nước và các công ty rất là quan tâm đến việc thu hút nhân tài, đặc biệt là các công ty về công nghệ và các công ty công nghệ lớn họ cũng định hướng là về tương lai phát triển là cũng tập trung vào công nghệ công nghiệp, ví dụ như Vingroup, Viettel, FPT, cho nên họ rất chú trọng đến việc thu hút nhân tài. Với mong muốn mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh và lan tỏa, cần sớm có những hành động, đề tài thiết thực để cùng phối hợp triển khai thực hiện, làm cơ sở hình thành các mạng lưới liên kết trong lĩnh vực robot và cơ điện tử. Các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ robot và cơ điện tử có thể hình thành mạng lưới tham gia liên kết với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong nước dưới nhiều hình thức, phương thức và cơ chế khác nhau thông qua việc phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước cùng thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phối hợp với các trường đại học trong nước tham gia đào tạo, biên soạn giáo trình, tham dự các hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề, phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ, tổ chức khoa học công nghệ tham gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp. Robotics và mechatronics thì tạm dịch gọi là công nghệ robot và cơ điện tử có thể được xem là một trong những trụ cột của nền công nghiệp 4.0 với những nhà máy thông minh và doanh nghiệp được chuyển đổi số hóa toàn diện và nhiều ứng dụng khác trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. Với mong muốn và niềm tin rằng mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, chúng ta cần sớm có những hành động, đề tài, dự án cụ thể, thiết thực để cùng phối hợp triển khai thực hiện, làm cơ sở hình thành các mạng lưới liên kết trong lĩnh vực robotics và cơ điện tử. Công nghệ robot và cơ điện tử được xem là một trong những trụ cột của nền công nghiệp 4.0 với những nhà máy thông minh và doanh nghiệp được chuyển đổi số hóa toàn diện cũng như những ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. Một trong những đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết nối giữa thế giới thực với thế giới ảo, kết nối vạn vật qua Internet, kết nối liên ngành, lĩnh vực trong khoa học và công nghệ. Chính sự kết nối này là động lực để cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại những đột phá và biến đổi về bản chất trong quá trình phát triển, là mục tiêu để mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam phát triển lớn mạnh.